Chào mừng các bạn quay trở lại kênh TNT Automation. Trong cái video clip phần 1 thì tôi đã hướng dẫn các bạn tạo ra một cái file basic HTML để cho sử dụng web server POC S7. Thì các bạn hãy xem lại cái phần 1. Trong video clip phần 2 này thì tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn cái cách cấu hình cho POC để sử dụng cái web server cũng như là sử dụng cái trang User Defense Page, cách định nghĩa một cái trang và cái cách để quản lý các cái account, quản lý những người sử dụng. Đây là nội dung chính trong cái clip thứ hai. Trước hết là ta sẽ config cho POC. Ở đây chúng ta sử dụng cái cáp Ethernet để kết nối trực tiếp POC và máy tính và cấu hình cho địa chỉ POC. Ở đây tôi đặt địa chỉ POC là 192.168.1.10 và ta tích vào cái use router, sử dụng cái router, ta cứ tích vào đây trước và tí nữa ta sẽ sử dụng cái router sau. Tiếp theo là ta sẽ khai báo cái địa chỉ IP cho cái máy tính, địa chỉ của cái cạc Ethernet các bạn này vào đây. Đây tôi đặt địa chỉ là .1.12. Sau khi các bạn kết nối trực tiếp hai thiết bị, quay trở lại chương trình TIA Portal, bạn vào web server, bạn tích vào active web server, cái permit accept only with https các bạn có thể chọn hoặc là không. Ở đây tôi bỏ đi. Ở cái user management, ở đây thì tạm thời các bạn cứ chọn theo hai cái lựa chọn. Ở đây thì tạm thời các bạn cứ làm theo tôi là tích chọn vào hai cái mục này. Sau đó thì tôi sẽ nói kỹ hơn về cái phân quyền cho các người sử dụng ở các cái đoạn tiếp theo. Ở đây cái User Defense Page thì các bạn cứ tạm thời bỏ qua. Và các bạn nhớ thay đổi cái thời gian, thay đổi thành cộng 0.7. Ra vào cái phần main, bạn vào instruction, chọn đến communication, chọn đến web server và ta lấy ra một cái hàm www. Đây là một cái hàm để ta có thể sử dụng được cái web server cho cái con POC của chúng ta. Với cái data block này là 333, đây là cái mặc định. Tiếp theo bạn lưu cái project compile.
tiến hành Đài Loan. Bạn nhấn vào gâu. Tiếp theo là bạn vào một cái trình web, đó là cái địa chỉ của POC. Đây là 192.168.1.10. Đây thì các bạn đã có thể đăng nhập vào POC. Đây. Để tích vào UCD campaign. Là chưa có gì vì mình chưa áp cái file HTML, thì tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái user defined page. Các bạn trở lại cái mục web server. Ở đây cái file HTML directory là cái nơi để chứa cái file HTML mà tôi đã hướng dẫn các bạn tạo ra trong cái phần 1. Đây là cái đường dẫn để đến các cái chỗ để chứa các cái file HTML. Ví dụ ở đây thì tôi để trong cái thư mục web page. Và cái bên dưới thì trong cái web page thì cái file index, đây chính là cái file mà trong cái video clip phần 1 tôi đã hướng dẫn các bạn tạo ra. Thì bây giờ các bạn sẽ add vào đây. Đấy, khi các bạn chọn vào đấy thì nó ra ở bên phải, thì nó ra một cái hình ảnh. Cái hình ảnh này sẽ xuất hiện ở trên cái web server. Sau đó các bạn nhấn vào General Block sẽ tạo ra các cái data block. Ở đây cái máy sẽ thông báo là sẽ có hai cái web data block được tạo ra, thì các bạn vào cái mục System Block và mục web server này. Thì sẽ các bạn phải nhìn thấy hai cái data block 333 và 334 được tạo ra, thì lúc đó thì cái user defined page mới được thêm vào, mới đã được thêm vào. Bạn lưu lại và biên dịch, bạn download lại. Sau đó thì các bạn vào cái POC tag này. Tag này các bạn là đặt tên cho cái tag. Thì trong cái file mà HTML, trong cái file HTML này, thì chúng ta có định nghĩa cái tag. Chúng ta có định nghĩa một cái tag gọi là tag motor 1. Tag motor 1 thì tương ứng với Q0.0. Chúng ta sẽ định nghĩa thêm một cái tag tên là motor 1.
địa chỉ là Q0.0. Thì bình thường là cái chương trình này, cái chương trình trên POC thì chúng ta phải làm trước. Đấy, nhưng mà trong cái hướng dẫn thì tôi lại hướng dẫn cái bạn là cách các bạn tạo ra cái file HTML trước, thì nó có hơi ngược một tí. Đấy, nhưng mà các bạn sẽ hiểu. Tiếp theo là các bạn vào trình duyệt, các bạn gõ cái địa chỉ của con POC. Đây thì tôi đã đăng nhập trở lại con POC. Và sau khi tôi đã add cái file HTML thì cái user defined page của tôi đã có nội dung ở phía trong. Các bạn vào user defined page. Đây. Đây chính là một cái file HTML. Bật tắt mô tư. Cái file HTML trong cái phần 1 này, sau khi tôi đã add vào cái con POC thì tôi đã mở được cái phần user defined page. Đây chính là cái mục để chứa để tôi thêm cái file HTML. Nó có hai cái định dạng, một là HTML và hai là HTML. Hai cái data block là 333 và 334. Vừa xong là cái mục tạo cái user defined page. Tiếp theo là cái mục phân quyền cho người sử dụng hoặc là quản lý người sử dụng. Phân quyền có nghĩa là ta phân định cái quyền cho từng người sử dụng, cho khách hàng hoặc là cho cái admin. Các bạn quay trở lại cái phần web server. Bạn vào user management. Trong everybody thì cho ta vào, ta sẽ chọn là ta sẽ tích vào các cái mục read tag status. Và open user defined page và read file. Ta chỉ cho mọi người cái quyền là đọc các tag, không có quyền chỉnh sửa, không có quyền ghi. Thứ hai là ta sẽ khai báo một cái admin. Trong cái admin này thì là ta tích vào tất cả các cái mục. Admin là cái người mà có cái quyền cao nhất, có thể can thiệp vào mọi các cái tag. Ở đây ta đặt password. Điều đó có nghĩa là everybody thì có thể là chỉ đọc được các cái tag, đọc được các cái giá trị, và admin thì có thể là đọc và chỉnh sửa. Là lưu lại. Bạn Đào Loan. Tiếp theo là ta vào địa chỉ của VOC. Ở đây nó sẽ có hai cái username, một là everybody, hai là admin. Thì
Thì ở đây là đang là everybody, chỉ có các cái tag status hiển thị, chỉ cho phép hiển thị các cái tag. Ở đây cái status đang là true và cái modify value là ta không thể tích vào được. Bên cái user defined page ta không phải bật tắt được cái motor, ta không thể tác động bật tắt được cái motor một, bởi vì ta không cho phép everybody thay đổi giá trị mà chỉ có quan sát được cái trạng thái thôi. Và tiếp theo ta vào cái admin. Nhấn login. Thì khi các bạn nhấn thì nó có thể xuất hiện cái thông báo như thế này. Báo là kết nối của bạn không phải là kết nối riêng tư. Thì các bạn nhấn vào nút nâng cao. Tiếp theo nó sẽ báo là bạn không chứng minh được nó là cái máy chụp. Thì các bạn nhấn vào tiếp tục truy cập vào cái địa chỉ này không an toàn. Và cuối cùng thì các bạn nhấn vào tiếp tục. Đây, ta đang ở trong cái user là admin. Thì trong cái admin thì có đầy đủ các cái mục, đầy đủ các cái chức năng. Nghĩa là đã phân quyền cao nhất, có thể xem trạng thái, có thể chỉnh sửa các cái, có thể modify các cái tag. Đây, giả sử ta vào cái tag là motor 1, nhấn refresh. Thì đây cái giá trị đang là true và ta có thể thay đổi cái giá trị đó. Giờ ta tắt cái motor đi, giá trị sẽ trở về full. Đây ta bật lại. Thì ở trong cái user là everybody thì không có cái chức năng là modify value. Watch table tôi chưa sử dụng. Bên cái user defense page để tôi có thể bật tắt được motor. Tôi bật tắt motor. Chỉ có phân quyền cho admin mới có thể là tác động vào các cái tag này được. Còn everybody thì chỉ có đọc trạng thái của các tác. Thì đó là cái cách để ta phân quyền cho những người sử dụng. Đối với khách hàng thì ta có thể cấp cho họ cái quyền của everybody, quyền đọc trạng thái, quan sát trạng thái, và không cấp cho họ cái quyền thay đổi, cài đặt cái tác. Thì sang cái video số 3, video tiếp theo là phần 3, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nát port modem, có nghĩa là ta mở cổng modem để kết nối thiết bị PLC với internet. Thì trong cái phần thứ hai thì ta chỉ kết nối thiết bị PLC với máy tính qua cái mạng nội bộ, mạng LAN, bằng cách đấu dây trực tiếp từ máy tính với PLC, hoặc là ta có thể là kết nối thông qua một cái router Wi-Fi như ở trên đây. Tuy nhiên đây nó vẫn là cái mạng LAN, mà nhiệm vụ của ta muốn kết nối qua internet thì ta phải tiến hành NAT port. Thì tôi sẽ giới thiệu ở cái video số 3. Hiện tại tôi đang kết nối trực tiếp máy tính với PLC thông qua cái cáp. Thì bây giờ tôi có thể rút cái jack từ máy tính cắm vào cái router và kết nối máy tính với PLC thông qua cái Wi-Fi. Đây tôi có tên là tôi đang kết nối với máy tính với Wi-Fi. Đây, cái Wi-Fi này để kết nối trực tiếp với PLC và cái máy tính của tôi.
kết nối với điều trị thông qua cái wifi router. Tôi sẽ vào tôi kiểm tra có địa chỉ của LC. Đây, tôi đã đăng nhập được vào VLC thông qua cái Wi-Fi. Đây, tôi đăng nhập và điều khiển bình thường. Trong phần số 3 thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái cách kết nối với Internet. Xin chào tạm biệt các bạn.